Tại Hà Nội, chương trình Hội nghị Phản biện xã hội đối với dự thảo chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết chuyên sâu của các chuyên gia đầu ngành về luật và chính sách đã được gửi về nhằm đóng góp xây dựng chiến lược quan trọng này. Theo đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, để tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển thanh niên Việt Nam ngang tầm với thanh niên khu vực và thế giới. Dự thảo được xây dựng với mục tiêu phát triển toàn diện thanh niên, sâu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có đạo đức, ý thức công dân, có lý tưởng, hoài bão, có sức khỏe và lối sống lành mạnh. Nhiều đại biểu góp ý tại chương trình cho rằng cần phải sửa những con số mang tính định lượng với từng giai đoạn, bởi những con số định lượng đó sẽ bỏ sót những phần trăm thanh niên khác. Ví dụ như những chỉ tiêu đến năm 2030 có 70% các đối tượng sẽ bị tổn thương, được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng. 50% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số, phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông và kinh doanh. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ e ngại trước căn cứ pháp lý cũng như quy trình ban hành chiến lược chưa bám sát vào luật thanh niên mới được ban hành, không nên sử dụng ngân sách cấp phường, xã, thị trấn để chi cho các hoạt động của thanh niên. Để việc xây dựng chiến lược, điều quan trọng nhất là bám sát vào những nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13, luật thanh niên để xây dựng chi tiết cụ thể.